Các bài tập cardio có thể rất có lợi cho tim mạch, hệ hô hấp và sức khỏe tổng thể của bạn, nhưng tập cardio quá sức đã được chứng minh là dẫn tới giảm tuổi thọ của bạn. Đây chỉ là một trong nhiều điều mà bạn chưa biết về các hình thức tập luyện cardio tim mạch. Vì vậy, hôm nay bằng muốn điểm qua 6 điều mà không ai nói với bạn về tập luyện cardio. Đầu tiên, hãy bắt đầu với một thực tế đơn giản là bạn không đốt cháy nhiều calo từ cardio như bạn nghĩ. Hầu hết mọi người sai lầm khi nghĩ rằng bạn đốt cháy nhiều calo từ cardio hơn là tập luyện các hình thức kháng lực khác, nhưng theo nghiên cứu thì không có nhiều sự khác biệt. Ví dụ chúng ta có thể xem xét một nghiên cứu được công bố trên tạp chí sức mạnh trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã so sánh mức tiêu hao năng lượng trong 30 phút tập tạ với 30 phút tập luyện cardio dạng cường độ cao HIIT và 30 phút tập luyện tim mạch với trạng thái ổn định được thực hiện ở mức 70% nhịp tim tối đa. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ này, không có sự khác biệt đáng kể về mức tiêu hao năng lượng giữa tập tạ và cardio ở trạng thái ổn định. Nói cách khác, nếu bạn muốn thâm hụt calo để giảm mỡ thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các bài tập kháng lực thay cho cardio mà vẫn đốt được một lượng calo tương đương. Trên thực tế, tập luyện kháng lực thậm chí còn tốt hơn từ góc độ cắt giảm calo thuần túy. Bởi vì các hình thức tập cardio sẽ không tiếp tục đốt thêm calo sau khi kết thúc buổi tập như là tập gym. Đây là một lý do tại sao cardio không hiệu quả để giảm cân và giảm mỡ bằng việc tập kháng lực. Việc hạn chế tiêu hao năng lượng về cơ bản chỉ ra hiện tượng tập cardio có xu hướng giảm mức tiêu hao calo trong vài giờ sau khi kết thúc buổi tập. Sau khi đốt cháy calo thông qua cardio, mọi người có xu hướng trở nên ít hoạt động hơn trong suốt phần còn lại của ngày ví dụ họ có thể ngồi sụp xuống ghế thay vì ngồi ở tư thế thẳng và chủ động họ cũng có thể lái xe thay vì là đi bộ nếu bạn đã từng thực hiện một buổi tập cardio cường độ cao có lẽ bạn cũng nhận thấy điều này nói chung cơ thể bạn sẽ thực hiện nhiều điều chỉnh vô thức trong đấy nó sẽ cắt giảm mọi hình thức tiêu hao năng lượng không cần thiết nếu bạn cố gắng đốt cháy ngày càng nhiều calo từ tập cardio tim mạch, điều này dẫn tới giảm số lượng calo bạn đốt cháy trong thời gian còn lại của ngày. Việc này đưa chúng ta tới điều thứ hai là cardio không có lợi cho việc giảm béo. Bạn đừng hiểu lầm ý của bằng ở đây, bởi cardio rất có lợi vì nhiều lý do bao gồm cải thiện sức khỏe tim mạch, sức bền cũng như là sức khỏe và tinh thần của bạn. Và nó cũng rất tiện lợi vì bạn có thể tập luyện cardio ở mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, nếu mục tiêu duy nhất của bạn là giảm mỡ thì cardio không phải là lựa chọn hiệu quả nhất. Điều này đã được thể hiện rõ qua một phân tích tổng hợp trong đấy 14 nghiên cứu đã được xem xét liên quan đến hơn 1.800 người thừa cân và béo phì. Các nhà nghiên cứu đã xem xét liệu các hình thức tập cardio tim mạch có giúp giảm cân hay không. Và khi có dữ liệu, họ kết luận rằng tập thể dục các hình thức cardio cường độ thấp không phải là lựa chọn giảm cân quá hiệu quả. Nghe tới đây thì nhiều bạn có thể sẽ phản bác rằng Tập cardio không hiệu quả cho việc giảm cân là vì họ không kết hợp với chế độ ăn kiêng. Đúng là không có chế độ ăn kiêng thì bạn có tập kiểu gì cũng không giảm được mỡ. Nhưng điều thú vị rằng bạn có thể chỉ cần thực hiện chế độ ăn kiêng mà không cần tập cardio vẫn giảm được cân mà không cần quá vất vả. Nếu bạn không tin, bằng sẽ trích dẫn một phân tích tổng hợp khác, họ cũng phát hiện ra rằng việc bổ sung tim mạch vào kế hoạch ăn kiêng không làm tăng khả năng giảm cân so với việc chỉ ăn kiêng mà không có các hình thức tập luyện cardio tim mạch. Sự khác biệt là giảm được 11 kg so với 10,7 kg. Vì vậy nếu bạn đang tập các hình thức cardio để cải thiện sức khỏe tim mạch hoặc là khả năng chịu đựng của mình thì bạn đang đi đúng hướng. Nhưng bạn đang tập cardio để giảm thêm 0,3 kg thì chắc chắn bạn đã có nhiều lựa chọn khác hiệu quả hơn nhiều điều thứ ba là một số người không nhận ra cardio có thể làm chậm lại và giảm sức mạnh của bạn hầu hết mọi người tập cardio với hy vọng rằng nó sẽ giúp họ giảm mỡ nhưng giảm mỡ bằng cách tập cardio nhiều hơn chắc chắn không hiệu quả bằng các hình thức tập kháng lực và đặc biệt là tập trung vào chế độ dinh dưỡng chắc chắn bạn sẽ muốn vừa giảm mỡ nhưng vẫn muốn có cơ bắp bạn có thể thấy khi bằng giảm mỡ với các hình thức tập luyện kháng lực bằng sẽ vừa có cơ bắp vừa giảm được lượng mỡ rất là nhanh. Tuy nhiên, chắc chắn bạn cần phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp với chỉ số cơ thể hiện tại của bạn. Chính vì vậy, bạn cần thêm bất kỳ sự giúp nào về tăng cơ giảm mỡ thì bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào fanpage để bằng dễ cá nhân hóa chế độ dinh dưỡng dựa trên chỉ số cơ thể của bạn. Link fanpage dưới phần mô tả nếu như bạn đang xem video này trên YouTube. Quay trở lại với nội dung video, có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng kết hợp các hình thức cardio với tập kháng lực sẽ làm giảm sức mạnh và khối lượng cơ bắp của bạn. Những tác động tiêu cực này được giải thích vì hai hình thức tập luyện cardio và tập kháng lực làm cho cơ thể thích nghi theo hai hướng ngược chiều nhau. Điều này bằng cũng đã được trải nghiệm thực tế bởi cách đây vài năm. Bằng cũng đã từng tham gia tập luyện chạy 42 km. Mặc dù vẫn duy trì tập gym nhưng sức mạnh và khối lượng cơ bắp của bằng đã giảm rõ rệt tuy nhiên sức bền lại tăng lên. Thực tế, các bài tập cardio tim mạch sẽ làm thay đổi thành phần hai loại sợi cơ. Nó ưu tiên phát triển nhiều sợi cơ sức bền hơn. Nó cũng làm giảm tốc độ kích hoạt cơ bắp và nhiều thay đổi khác nhau về kích hoạt gen và nồng độ enzyme, dẫn tới làm giảm sức mạnh của bạn. Điều thứ tư là cardio sẽ làm giảm sự phát triển của cơ bắp. Bạn có thể xem một phân tích tổng hợp về việc tác động tới cơ bắp khi kết hợp tập luyện cardio cùng với tập kháng lực như hình thức tập gym. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc bổ sung các hình thức cardio vào thói quen tập kháng lực làm giảm 39% kích thước hiệu quả tăng trưởng cơ bắp. Một lý do khiến các hình thức cardio làm suy yếu sự phát triển cơ bắp là nó làm giảm hoạt động của MTOA, một loại enzyme quan trọng cho sự phát triển cơ bắp. Đồng thời, cardio cũng làm tăng AMPK, một loại enzyme làm chậm sự phát triển cơ bắp. Điều thứ năm là mọi người thường nghĩ rằng khi bạn ăn kiêng một cách tiêu cực và kết hợp tập cardio cường độ cao, mọi người thường tin rằng làm như vậy nó sẽ giảm mỡ tốt hơn. Khi ăn kiêng một cách quá ít, bạn sẽ có mức insulin và glycogen thấp hơn. Theo lý thuyết, nó sẽ tăng cường đốt cháy mỡ trong cơ thể. Cơ thể bạn buộc phải sử dụng carbon dư thừa ở dạng glycogen và chất béo dự trữ ở dạng mỡ trong cơ thể. Nhưng điều này có thật sự đúng hay không? Cardio khi ăn kiêng tiêu cực không dẫn đến giảm mỡ nhanh hơn. Mặc dù bạn sẽ sử dụng nhiều chất béo hơn để làm nhiên liệu khi tập luyện vào buổi sáng lúc bụng đói, bạn sẽ đốt cháy nhiều chất béo hơn để làm nhiên liệu trong buổi tập cardio của bạn. Nó sẽ không đồng nghĩa với việc giảm nhiều mỡ hơn. Ví dụ chúng ta sẽ thấy có nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn đốt cháy nhiều axit béo trong một buổi tập cardio do tập luyện ở trạng thái nhịn ăn thì tính trong những giờ sau đấy của 24 giờ, bạn sẽ đốt cháy ít chất béo hơn vì cơ thể bạn chuyển đổi nguồn nhiên liệu để quá trình trao đổi chất của bạn bù đắp lại. Và nếu tính tổng 24 giờ bạn sẽ đốt cháy cùng một lượng mỡ trong cơ thể cho dù bạn có tập luyện lúc đói hay là lúc no. Một phân tích tổng hợp năm 2017 cũng đã kết luận rằng nhịn ăn so với ăn trước buổi tập không làm tăng khối lượng cân nặng và khối lượng mỡ bị mất đi. Họ cũng đề cập đến việc giảm cân và giảm mỡ từ tập thể dục có nhiều khả năng được tăng cường thông qua việc tạo ra mức thâm hụt calo có ý nghĩa trong một khoảng thời gian thay vì là tập thể dục trong tình trạng nhịn ăn. Vì vậy, hãy tập trung vào việc giảm tổng lượng calo nếu bạn đang cố gắng giảm mỡ. Điều thứ 6 là một thực tế mà ít người để ý rằng tập càng nhiều các hình thức cardio cường độ cao có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Không thể phủ nhận rất nhiều lợi ích đến từ việc tập cardio, chẳng hạn như nó có thể cải thiện sức khỏe hạ huyết áp, tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, sức khỏe tâm thần của bạn. Nhưng cũng như những điều khác trong cuộc sống này, quá nhiều không phải lúc nào cũng tốt hơn. Một nghiên cứu cho thấy rằng tập luyện quá nhiều các hình thức tim mạch cardio thật sự có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Đây là lý do tại sao nhiều vận động viên marathon không bao giờ sống đến tuổi 60. Cardio cường độ cao gây căng thẳng cho cơ thể bạn và nếu bạn tập quá sức bất kỳ hoạt động căng thẳng nào, nó có thể làm tổn thương bạn nhiều hơn là giúp ích cho bạn. Tuy nhiên, hầu như các bạn đang xem video này không phải là vận động viên marathon chuyên nghiệp, nên bạn sẽ không gặp phải vấn đề này. Nhưng bạn cũng nên lưu ý rằng tập quá nhiều các hình thức tim mạch có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Dù sao đi nữa, đối với những người mới hoặc là quá bận rộn thì các hình thức tập cardio vẫn tiện lợi và dễ dàng bắt đầu hơn so với khi bạn phải học kỹ thuật để tập kháng lực. Tuy nhiên, để giảm mỡ mà có body săn chắc thì chắc chắn rằng tập gym sẽ là lựa chọn tuyệt vời hơn. Bằng thật sự hy vọng rằng bạn sẽ đăng ký kênh và ấn like cho video này. Nếu bạn cần thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào về tăng cơ giảm mỡ, bạn vui lòng nhắn tin qua fanpage cho bằng, link fanpage dưới phần mô tả nếu như bạn đang xem video này trên YouTube. Ngoài ra bằng còn có rất nhiều các chương trình cho bạn tham gia ví dụ như 6 tuần giảm cân chương trình tặng chế độ dinh dưỡng tập luyện tăng cơ giảm mỡ chương trình khoa học vận động ứng dụng tập gym hay chương trình đặc biệt chỉ dành cho đấng mày rông là ông hoàng phòng the nó sẽ giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ tới bất cứ khi nào bạn muốn bằng sẽ gặp lại bạn trong các chương trình tuyệt vời này khi bạn đăng ký tham gia cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin gửi lời chào đến từ kênh youtube nguyễn bảo bằng